Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2024, cùng kênh Mê Bóng Đá. MU quay lại theo đuổi Rabiot, Thiago Silva chia tay Chelsea, quyết hàm đua với Arsenal. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay cùng kênh Mê Bóng Đá thưa quý vị. Real Madrid theo dõi thần đồng sinh năm 2007. Theo chuyên gia sang tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Real Madrid đã cử tuyển trạch viên theo dõi Danilo Matantuono của River Plate. Los Blancos đánh giá rất cao tiền vệ sinh năm 2007 này và coi anh là bản hợp đồng phải chiêu mộ trong tương lai. Không chỉ Real Madrid, Danilo Matantuono còn nhận được sự quan tâm đặc biệt đến từ PSG. Hợp đồng giữa cầu thủ người Argentina với River Plate còn thời hạn đến hết tháng 12 năm 2026 với điều khoản giải phóng trị giá 45 triệu euro. MU sẵn sàng bán Casemiro. Theo nguồn tin Football Insider, MU đang sẵn sàng thanh lý Casemiro vào kỳ chuyển nhượng mùa hè. Lý do chính là họ muốn dỡ bỏ gánh nặng từ mức lương khổng lồ 450.000 bảng Anh một tuần của cầu thủ người Brazil. Cựu sao Real Madrid đã có màn ra mắt ấn tượng trong mùa giải đầu tiên ở MU. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng phong độ của Casemiro đã giảm sút đáng kể trong mùa giải này. Trần Gỗ Warner khao khát ở lại Tottenham. Timo Werner đang thi đấu cho Tottenham theo dạng cho mượn từ giờ Leipzig đến hết mùa giải này. Tính đến thời điểm hiện tại, tiền đạo người Đức đã ghi được 2 bàn thắng và có 3 kiến tạo sau 12 trận đấu tại ngoại hạng Anh. Trong cuộc phỏng vấn với ký giả Lorian Lattenberg, Timo Werner đã bày tỏ mong muốn được ở lại Tottenham. Tôi đang tận hưởng quãng thời gian thi đấu tại Tottenham. Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời, từ các đồng đội, triết lý của huấn luyện viên Postecoglou cho đến không khí tại sân nhà. Tôi yêu cuộc sống tại Tottenham. Nếu Spurs muốn mua đứt Timo Werner từ giờ bên Leipzig, họ sẽ cần chi ra số tiền 17 triệu euro. MU gia nhập cuộc đua 120 triệu euro. Theo Fichaje, Quỷ Đỏ đang khá hứng thú với ngôi sao tài năng thuộc biên chế Bayern Munich. Jamal Musiala đang được xem là một trong số những tài năng trẻ hay nhất châu Âu. Ở tuổi 21, ngôi sao người Đức đã trở thành trụ cột trên hàng công Bayern Munich. Sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng trước thời cơ ấn tượng, Musiala có thể chơi ở hầu hết các vị trí nơi hàng công từ số 10, tiền đạo giạt cánh cho đến trung phong. Chính vì vậy, anh ngày càng nhận về nhiều hơn những sự quan tâm từ các câu lạc bộ lớn. Ngoài Manchester City hay Chelsea, theo nguồn tin từ Fichaje, MU cũng đang cân nhắc việc chiêu mộ tuyển thủ Đức vào hè này. Quỷ Đỏ cần tăng cường chất lượng cũng như chiều sâu cho hàng công ở mùa giải tới. Vì thế, một phương án đa năng và vẫn còn cơ hội phát triển mạnh mẽ như Musiala là mục tiêu họ khó có thể bỏ qua. Tuy nhiên, việc chiêu mộ cầu thủ 21 tuổi sẽ vô cùng khó khăn bởi Bayern Munich không hề có ý định bán trụ cột của mình. Trong trường hợp bất khả kháng, họ sẽ trao giá lên đến 120 triệu euro. Bên cạnh đó, MU với nguy cơ mất suất dự Champions League sẽ khó có thể cạnh tranh với các đối thủ khác. Quyết hàm đua với Arsenal, búa tạ chuẩn bị tung ra cách tiếp cận mới với tiền đạo Santiago Jimenez của Feyenoord, người cũng thu hút sự quan tâm từ Arsenal, mục tiêu bí mật mà pháo thủ rất muốn có. Jesus nói gì về việc Arsenal mua tiền đạo mới? Theo báo chí truyền thông Anh, Arsenal đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng nhằm chiêu mộ một tiền đạo cắm vào mùa hè tới đây. Nếu thông tin này là sự thật, thời lượng ra sân của Gabriel Jesus chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chia sẻ với ký giả David Ornstein của tờ The Athletic, tiền đạo người Brazil khẳng định anh không quá bận tâm đến vấn đề trên. Giám đốc Edu và huấn luyện viên Arteta có những kế hoạch của họ là điều chắc chắn. Còn về cá nhân tôi sẽ cố gắng tập luyện và nỗ lực hơn nữa. Ưu tiên hàng đầu của tôi là giúp Arsenal giành nhiều danh hiệu. Những tin đồn xuất hiện mỗi ngày và điều đó không khiến tôi bận tâm. Newcastle mua sao Dover. Tờ Mirror của Anh cho biết Newcastle đang lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ trẻ tài năng Dean Huijsen với giá 25 triệu bảng vào cuối mùa giải. Một sao Inter khác lọt tầm ngắm MU. Theo các báo cáo, MU đang lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ của Inter trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này để củng cố hàng thủ. Đây không phải lần đầu tiên MU chiêu mộ người từ Inter. Mùa hè năm ngoái, Quỷ Đỏ đã chi 47 triệu bảng để đưa Andre Onana về làm thủ môn mới. Có thể nói, Onana đã có một mùa giải biến động khi mắc một số sai lầm nghiêm trọng đầu mùa giải, nhưng gần đây phong độ đã được cải thiện. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. MU mua Amorim. Theo The Sun, Sir Graham Ratcliffe rất muốn chiêu mộ Ruben Amorim khi tỷ phú 70 tuổi tỏ ra rất ngưỡng mộ chiến lược gia trẻ tuổi này. Man City muốn huấn luyện viên Michel. Báo cáo từ Tây Ban Nha khẳng định Michel rất được kính trọng tại City Group bởi tài năng và sự trưởng thành nhanh chóng của ông ở câu lạc bộ City Group nắm đến 47% cổ phần. Michel hiện tại cũng là ứng cử viên sáng giá nhất của Man City cho vị trí kế nhiệm Pep Guardiola, người còn hạn hợp đồng đến 2025, nhưng chưa có bất kỳ một động thái gia hạn nào. Chelsea muốn chiêu mộ lại sao Michael Bầm. Theo báo cáo của tin tốt, Chelsea đang tìm cách chiêu mộ cầu thủ 22 tuổi Michel Olise của Crystal Palace. Olise ngày càng trưởng thành khi gia nhập Crystal Palace từ Reading vào mùa hè năm 2021. Anh có dấu giày và 36 bàn thắng sau 85 lần ra sân cho câu lạc bộ.
Dù phải vật lộn với chấn thương thời gian này, nhưng cầu thủ 22 tuổi vẫn đóng góp 11 bàn thắng sau 14 lần ra sân. Khi trở lại, anh đã ghi một bàn thắng và một pha kiến tạo trong trận gần nhất với Búa Tạ. Sự thăng tiến của Olise đã đưa anh lọt vào mắt xanh của nhiều ông lớn. Man United là một trong những câu lạc bộ đã liên hệ với Olise từ lâu. Theo báo cáo của Team Talk, Chelsea cũng sẵn sàng nhảy vào thương vụ này. The Blues vẫn giữ liên lạc với cầu thủ từng trưởng thành từ lò có bầm thông qua giám đốc tuyển dụng Tosius. Họ đang tìm cách thuyết phục anh về việc quay trở lại câu lạc bộ và sẽ thúc đẩy một số bản hợp đồng mới vào mùa hè. Palace đã tìm cách loại bỏ điều khoản giải phóng 35 triệu bảng trong hợp đồng của Olise và dự kiến các ông lớn sẽ phải bỏ ra một khoản phí khổng lồ để có chữ ký của anh. De Jong gần MU. Theo Quai, PSG được cho là đã rút khỏi cuộc đua giành De Jong của Barca khi Bayern Munich và MU vẫn quan tâm. Mundo Deportivo thì tuyên bố rằng việc Xavi ra đi là giọt nước tràn ly, khiến De Jong không còn muốn ở lại Barca nữa. Đây là cơ hội không thể tốt hơn dành cho MU trong hè 2024 này. Atletico Madrid sẵn sàng để Felix ở lại Barca. Ở thời điểm hiện tại, Joao Felix đang thi đấu cho Barca theo dạng cho mượn từ Atletico Madrid đến hết tháng 6 năm 2024. Trong bối cảnh giao kèo này sắp hết hạn, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã không ít lần bày tỏ mong muốn được ở lại Barca. Về phía Atletico Madrid, chủ tịch Enrique Cerezo hoàn toàn cởi mở về việc bán đứt Joao Felix cho Barca. Trong cuộc phỏng vấn với ký giả Fabrizio Romano, ông cho biết: "Em Joao Felix muốn ở lại Barca. Đó là điều hoàn toàn bình thường. Barca cũng muốn cậu ấy. Joao Felix là một cầu thủ tài năng và cậu ấy đã chứng minh bản thân phù hợp với Barca. Vấn đề hiện tại là Atletico Madrid đang xem xét chúng tôi sẽ thu được bao nhiêu tiền nếu bán cậu ấy." Messi có đồng đội mới. Trong buổi phỏng vấn mới nhất, Tata Martino úp mở khả năng Inter Miami chiêu mộ Matias Rojas, người đang là cầu thủ tự do, như một động thái cấp bách để đối phó với những ca chấn thương mà đội bóng thuộc bang Florida đang gặp phải. Đáng chú ý, khi được phóng viên hỏi về Matias Rojas, Tata Martino cũng trả lời với một cú pháp tương tự như các thương vụ mà Inter Miami chiêu mộ thành công trước đó: "Chúng ta sẽ biết trong ít ngày nữa, tôi không khẳng định điều gì." MU quay lại theo đuổi sao Juventus. Theo nguồn tin Calcio Mercato, MU đã liên lạc với những người đại diện của Rabiot và đã có những bước thăm dò để ký hợp đồng với tiền vệ người Pháp theo dạng chuyển nhượng tự do. Nếu như viễn cảnh này xảy ra, Rabiot có thể sẽ thi đấu cùng với tài năng trẻ triển vọng Maino tại Old Trafford vào mùa giải tới. MU được cho là sẽ bán đi các tiền vệ hàng đầu như Casemiro, Eriksen và Amrabat và Scott McTominay bởi Sir Jim Ratcliffe không coi họ là một phần trong kế hoạch lâu dài của đội bóng. Ten Hag đứng trước bài kiểm tra lớn. Theo tờ Telegraph, MU đã yêu cầu một bản đánh giá chi tiết về năng lực của Ten Hag, nghĩa là họ đang tạm thời thử việc chiến lược gia người Hà Lan cho đến hết mùa giải. Jason Wilcock, tân giám đốc kỹ thuật MU, sẽ kiểm tra điểm mạnh và điểm yếu của huấn luyện viên 54 tuổi này, cũng như mối quan hệ của ông với phòng thay đồ. Dự kiến trong tháng tới, vị giám đốc kỹ thuật này sẽ có những cuộc thảo luận chi tiết với Ten Hag, đội ngũ nhân viên và các cầu thủ của ông để xác định xem Ten Hag có thể vận hành theo một mô hình chiến thuật mới hay không. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.